Hi everybody, how are you? Today we are going to study Unit 7, Economic Reforms. Chào tất cả các em học sinh khối 12, hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 7 nhé. Tựa đề của chúng ta là Economic Reforms, tức là cải cách kinh tế. Thì thực ra cái này nó có vẻ là rất là lớn lao đối với chúng ta. Cái nền kinh tế thì chắc là công việc lớn lao lắm của chính phủ, nhưng muốn biết đâu các cái công dân tương lai các em có những cái bước tiến vượt trội thì sao. Thì thực ra cái bài này nó nằm trong chương trình giảng tải của mấy năm trước, nhưng do là cái vấn đề năm nay là chúng ta giảm tải nhiều quá các cái bài học như là speaking này, writing gì đó của tất cả các bài giải rác từ bài số 1 đến bài 16. Vì vậy mà người ta sẽ yêu cầu chúng ta học lại cái thuật ngữ pháp của cái bài số 7 trong chương trình giảm tải. Và vì vậy cô sẽ đồng hành cùng các bạn trong học Language Focus của chúng ta ngày hôm nay. Ngữ pháp nha các bạn. Đi phần thứ nhất. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ về cái đề tài đó là adverbial clause of concessions, mệnh đề chỉ sự nhượng bộ. Thế nào là mệnh đề chỉ sự nhượng bộ? Trong một câu văn nó tồn tại hai mệnh đề. Một bên là mệnh đề phụ thì ta gọi là nhượng bộ, và mệnh đề chính nó mang nghĩa trái ngược với này cái mệnh đề nhượng bộ, ta gọi là mệnh đề chỉ sự nhượng bộ. Thì cái cấu trúc thuật ngữ pháp này nó thường được dùng để nối các cái cặp câu vào, và nó trong đề thi thì nó thuộc về cái văn rewrite, tức là câu viết lại. Tuy nhiên nó cũng là ở cái dạng trắc nghiệm, nhưng mà các em cũng phải hiểu ý nghĩa từ bây giờ để chúng ta mới làm tốt được. Bây giờ mời các em nhìn vào tình huống của cô này. Trời đang mưa tầm tã mà các bạn vẫn đi học, thì chúng ta có hai câu đơn đầu tiên như sau. Các em liên tưởng tới cho cô nhé, các cái liên từ trong mệnh đề nhượng bộ bao gồm một số các cái từ như sau: từ although, though and even though đều mang nghĩa chung đó là mặc dù. Thì chúng ta có hai câu đơn như sau: it rained heavily, they went to school. Thì khi các em có hai câu văn đơn nó chỉ sự trái ngược này, các em nối vào những mệnh đề nhượng bộ thì cô sẽ chuyển thành câu văn như sau: Although it rained heavily, they went to school. Mặc dù trời mưa rất là lớn, họ vẫn đi học. À, các bạn đừng có quen cái thói mặc dù nhưng nhé, không có chữ nhưng đâu. Đã có chữ mặc dù thì không có chữ nhưng, mà chữ nhưng thì không chữ mặc dù. Lát nữa cô sẽ dạy các em cách chuyển đổi từ cái chữ mặc dù sang cái nhưng như nào. Bây giờ chúng ta đi xét về cái nhượng bộ, bắt đầu bằng chữ đâu, ô đâu, ý đâu trước mặc dù nha. Thì các em có hai cách để viết khi mà đưa mệnh đề nhượng bộ lên trước mệnh đề chính thì chúng ta có dấu phẩy ngăn cách, hoặc ngược lại các em có thể đặt cái mệnh đề chính lên trước cũng được. Như thế này thì cái mệnh đề nhượng bộ đứng ở sau, và khi đó chúng ta không cần có một cái dấu gì nối nữa, cũng giống như là cái câu điều kiện ấy. Nếu các em đưa mệnh đề điều kiện lên trước ngăn cách mệnh đề chính, chúng ta có dấu phẩy, và ngược lại đưa mệnh đề chính lên trước thì không có dấu phẩy ngăn cách mệnh đề điều kiện. Thì ở đây tương tự cũng vậy. Thế thôi, nhớ nhá, các em cứ đưa mệnh đề nhượng bộ lên trước, mệnh đề chính sau thì ngăn cách dấu phẩy, và ngược lại chính trước nhượng bộ sau thì chúng ta không có dấu gì ngăn cách. Được, xem minh ninh nghĩa giống nhau nha các bạn. Đây là tình huống nhất. Cô có thêm tình huống thứ hai, các em quan sát đi. Này, cái bạn này bạn ấy bị bệnh đau đầu mệt mỏi nhá. Bạn làm cái gì? Cô có hai câu đơn sau: She tried to finish the report. She was tired. Cô ấy cố gắng kết thúc cái bản báo cáo của mình. Cô ấy rất mệt. Đó. Thì ở đây cái công việc chính đó là hoàn tất được bản báo cáo, và cái mệnh đề trái ngược nhượng bộ ở đây là mệt mệt lắm đấy, vẫn là cô sẽ nối như sau: Although she was tired, she tried to finish the report. Các em đọc cho cô từ report nhé, danh từ. Còn nếu như động từ là report là báo cáo, còn đây là danh từ report. Report.
bản báo cáo. Rồi, giờ xét thêm cho cô một tình huống nữa nào. Cô có hai câu đơn như sau. She had promised to come. He didn't come. Anh ấy hứa là đến, anh ấy không đến. Thế thì cái sự kiện chính là không đến. Chúng ta chuyển sang mệnh đề chính và hứa đến là cái sự kiện phụ, gọi nhượng bộ trái ngược với mệnh chính. Cô sẽ nối như sau. Though he has promised to come, he didn't come. Thôi, mặc dù anh ấy hứa là đến nhưng anh đã không đến. Vẫn có thể thay cho cô bằng chữ although hoặc là even though, chỗ này không sao cả. Nhưng chưa các bạn, thì qua ba cái ví dụ vừa rồi, bây giờ cô có thể rút ra cái công thức cho các bạn thấy ha. Mệnh đề nhượng bộ ta có thể bắt đầu bằng chữ though, although, even though gì đó. Rồi đến chủ ngữ và động từ, chúng ta cũng phải chia theo chủ ngữ và thì cho nó phù hợp với ngữ cảnh. Giống như là học thì ở bài 1, bài 2 rồi, cô không nhắc lại nữa. Rồi cái mệnh đề phía sau ta có thêm chủ ngữ nữa, cũng có thể đồng chủ ngữ đây, cũng có thể khác tùy nhé. Và động từ ở phía sau chúng ta cũng phải chia. Từ đây cô rút ra cái công thức của cái mệnh đề như sau. Forms. Các bạn chép công thức này cho cô, chép ví dụ đầy đủ nhé. Although hoặc though, even though, một trong ba liên từ đó. Ở đây cô có thể nói chung để động được nhé. Rồi đến chủ ngữ một cộng với động từ, nhớ cho cô động từ ở đằng trước cũng phải chia. Rồi đến mệnh đề chính, chủ ngữ hai và động từ cũng phải chia theo thì về chủ cho nó phù hợp với ngữ cảnh và chủ ngữ nhé. Đấy là xong công thức của chúng ta rồi, rất đơn giản đúng không em? Bài hôm nay nói về công thức này thì rất là ngắn, nhưng mà tuy nhiên cô cũng sẽ dạy kết hợp với lại cái phần ngữ pháp của cái bài số 9 luôn một phần, để chúng ta có cái văn liền mạch hôm sau, hôm mai giúp em thực hành cái bài tập nha. Đây là cái công thức. Bây giờ chúng ta chuyển sang như cô cách sử dụng. Usage. Đơn giản thôi. Đây, cái loại là mệnh đề trả ngữ chỉ sự nhượng bộ, là mệnh đề phụ chỉ sự tương phản của hai hành động trong câu. Cô lấy ví dụ lại nhưng lúc nãy các bạn thấy đấy nhá. Đấy, mặc dù trời mưa to, đấy là cái mệnh đề phụ thôi. Đó. Và cái mệnh đề chính là họ vẫn đi học. Cái hành động chính là họ đi học. Thì nó hai cái hành động này, hai mệnh đề này hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên là mưa to, một bên vẫn đi học, không sao cả. Nội mưa ngợi gió để đi. Hoặc là cái câu thứ hai là mặc dù cô rất là mệt, cô vẫn cố gắng để hoàn tất cái bản báo cáo của mình. Nó hoàn toàn trái ngược nhau, một bên mệt, một bên là phải làm cho xong. Hoặc là cái ví dụ thứ ba là hứa đến đấy, mặc dù hứa đến đấy, lại không đến. Luôn luôn trái ngược với nhau của hai mệnh đề như các em nhé. Rồi, khi nói đến câu văn chỉ sự trái ngược, các em có rất rất nhiều cách để trình bày, có nên mười mấy cách cơ. Thế hôm nay cô sẽ giới thiệu một số cách mà phổ cập nhất để các em gặp, để các em vẫn thấy được chuyển đổi câu trái ngược nhé. Nào, phần ghi chú thứ nhất. Một, ta có thể thay đâu hoặc ô đâu, even đâu bằng inspire hay despite. Đó, một trong các cái liên từ này thì các em phải kèm theo cho cô ba chữ vàng nữa, the fact that. Vậy có thể là bốn chữ, cũng có thể là sáu chữ tùy, nó thay cho cô một trong các chữ đâu, ô đâu hoặc even đâu. Đó, cô lấy ví dụ ban đầu của cô là though she had promised to come, he didn't come. Thì bây giờ cô sẽ chuyển thành in spite of the fact that he has promised to come, he didn't come. Đó, sáu chữ này dài như vậy mới bằng chữ đầu. Tại sao cô dài dòng, cô phải giới thiệu? Cô vẫn cứ phải giới thiệu để sau này các em có nhiều cách để trình bày trong văn viết.
nhiều cách trình bày trong văn nói, hoặc là làm trắc nghiệm các em vẫn nắm được ngữ pháp để các em chuyển đổi, hoặc các em vẫn thay cho cô chữ inspire bằng chữ display được cách đặt, không có gì sai hết nhá. Đấy là cái cách chuyển đổi thay chữ đâu, ô đâu, even đâu bằng chữ inspire được cách đặt hoặc display được cách đặt. Quy tắc thứ hai, ta có thể thay mệnh đề đâu, đâu, even đâu bằng inspire hay despise, vẫn là hai cái cụm từ đấy. Bây giờ các em thay cho cô inspire hoặc despise, thì sau cái này các em không dùng chủ ngữ nữa, không có được cách đáp có chủ ngữ nữa, thì các em dùng cho cụm danh từ hoặc là danh động từ gerund verb in. Đó. Gerund là gì? Là hình thức động từ thêm ngữ in. Chúng ta học lớp 10, 11 rồi, cô không nói nữa. Bây giờ cô sẽ rút ra cho các em một cái công thức để các em biết được cách sử dụng cái inspire hoặc là despise nha. Đây, ban đầu mệnh đề là chủ ngữ ô đâu đâu, even đâu, chủ ngữ một động từ chia. Rồi mệnh đề chính là chủ ngữ hai động từ chia, thì nó là công thức như vậy. Bây giờ các em có thể đổi inspire hoặc despise. Thì lúc này các em rút gọn cho cô chủ ngữ 1 và động từ chia đây bằng verb in. Nếu như chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 cùng một chủ thể, cùng một người thực hiện hành động, thì các em rút cho cô bằng verb in. Còn nếu như chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 khác đối tượng, thì các em rút gọn cho cô bằng cụm danh từ. Đó, nhớ chủ ngữ 1 và 2 là 1, thì các em rút gọn cho cô. Quả chủ ngữ 1 đi, động từ này các em đưa về verb in. Còn nếu như chủ ngữ 1 và 2 khác đối tượng hoàn toàn, thì các em rút gọn cái mệnh đề đằng trước thành cụm danh từ. Cô lấy ví dụ: Although she was tired, she tried to finish the report. Đó, chúng ta thấy có although này, chủ ngữ 1 là she này, động từ chúng ta chia cho thì quá khứ này. Chủ ngữ 2, she lúc này với lại đây là một, thì tí cô rút gọn bằng gì nhá? Động từ quá khứ chia đi. Bây giờ cô chuyển sang từ despise, cô làm thế nào? Đây, despise cô để bỏ chủ ngữ 1 đi. Đấy, không còn nhá. Verb in của cái was, mea là being, thấy chưa? Đó, verb in của mer, was hoặc là bin gì đó thì nó là being. Rồi, khúc sau em để nguyên thôi, không có gì thay đổi cả. Rất là đơn giản đúng không? Đó, nghĩa giống nhau. Chỉ có điều là trên là một mệnh đề thì bao gồm các chủ động kia, còn ở dưới là một cụm từ thì không có chủ ngữ nữa. Thế thôi. Đó là cách thứ hai, thay đâu, ô đâu, even đâu bằng với inspire hoặc despise. Cách cuối cùng của bài hôm nay thôi, chúng ta vẫn còn khá nhiều nha các bạn nhé. Rồi, các em xem đây. Ta có thể bỏ đâu, ô đâu, even đâu, có thể thay bằng các liên từ but và however bên mệnh đề chính. Nghĩa là sao? Nếu mệnh đề nhiệm vụ ban đầu bằng một trong những cái liên từ đâu, ô đâu, even đâu gì, thì bây giờ các em vứt đi. Em chuyển thành cái mệnh đề đằng trước chỉ có chủ ngữ 1 động từ chia thôi. Mệnh đề chính đằng sau các em gắn cho cô thành liên từ but, thì đứng sau dấu phẩy và đằng sau nó không còn có một dấu gì nữa. Hoặc các em sử dụng cho cô từ however, thì cái dấu hiệu nhận biết các em phải rõ này. Trước however phải có dấu chấm phẩy, sau nó phải có dấu phẩy nha các bạn nhé. Chủ ngữ 2 các em giữ lại động từ chia. Đó, đó là cách chuyển đổi không dùng đâu, ô đâu, even đâu. Và đây cô cũng nhấn mạnh này. Các em dùng mặc dù thì thôi chữ nhưng hoặc tuy nhiên. Còn nếu như các em không dùng chữ mặc dù thì các em đằng sau các em phải dùng chữ nhưng hoặc chữ tuy nhiên. Không bao giờ song song có một cái mặc dù tôi mệt nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn tất. Không có đâu, mặc dù tôi mệt tôi vẫn hoàn tất bản báo cáo của mình, hoặc là tôi rất mệt nhưng tôi vẫn hoàn tất bản báo cáo của mình. Đó, các em lưu ý giùm cô. Bây giờ cô lấy ví dụ lại cho các bạn thấy nè. Đây, although it rained heavily they went to school.
Mặc dù trời mưa rất là to, họ vẫn đi học. Thì bây giờ cô sẽ chuyển thành It rained heavily, but they went to school. Trời mưa rất to, nhưng họ vẫn đi học. Bây giờ cô dùng thêm chữ however nha. Although she was tired, she tried to finish the report. Mặc dù cô ấy rất là mệt, cô ấy cố gắng hoàn tất bản báo cáo. Thì cô sẽ chuyển thành She was tired. However, she tried to finish the report. Cô ấy rất mệt, tuy nhiên cô ấy vẫn cố gắng hoàn tất cái bản báo cáo của mình. Thì qua các ví dụ vừa rồi, cô chốt lại cái bài của chúng ta hôm nay có những cách sử dụng bằng liên từ đâu, ô đâu, ý phần đâu, hoặc không thì ghen thay bằng inspired the fact that, rồi despite the fact that, có thể là cộng với mệnh đề, hoặc là các em không dùng mệnh đề thì các em dùng bằng gerund hoặc là verb in, gerund verb in hoặc là cụm danh từ, hoặc các em đổi không dùng liên từ đâu, ô đâu, ý phần đâu bằng the verb however. Bây giờ các bạn chuyển sang cho cô phần luyện tập. Exercise 1. Combine the sentence with although, even though. Tức là nó nằm trong cái bài học của chúng ta ở ngữ pháp ấy, các em mở trang 82 ra cho cô. Đó. Exercise 1. Các bạn xem tiêu đề trong sách, chúng ta có 6 câu. Các bạn đọc qua cho cô nhé. Bây giờ cô chiếu lên màn hình để cho chữ không chữ nó to rõ, thì cô chỉ làm mỗi một slide làm hai câu một thôi. Em nhìn đây, câu số 1. It rained a lot, we enjoy our vacation. Trời mưa rất nhiều, chúng tôi thích thú với lại chuyến dã ngoại của mình, chuyến đi tham quan của mình. Rồi, number 2. We had planned everything carefully. A lot of things went wrong. Chúng tôi đã lên kế hoạch mọi thứ rất cẩn thận. Rất là nhiều điều vẫn diễn ra không ổn định chút nào cả. Rồi bây giờ cô dành cho các bạn 2 phút để nối cho cô xem nào. Các bạn tự nối trước khi cô cho đáp án nhé. 2 phút bắt đầu. Okay. Now, here's my sentences. Đây là câu của cô nhá, xem là câu của bạn nối như nào. Tôi sẽ nối sau đây. Number 1. Although it rained a lot, we enjoyed our vacation. Đó, mặc dù trời mưa rất nhiều, đây là sự kiện phụ thôi. Cái sự kiện chính ở đây, mệnh đề chính ở đây là chúng tôi rất thích cái kỳ nghỉ của mình. Đó. Thì các em không sao cả, thậm chí các em nối cho cô bằng chữ đâu cũng được, hoặc là even đâu không sai, hoặc các em đưa cái này lên trước. We enjoy our vacation. Although hoặc đâu, even though, it rained a lot, không sao hết nhá. Rồi câu số 2 cô sẽ chuyển thành although we had planned everything carefully, a lot of things went wrong. Mặc dù chúng tôi đã lên kế hoạch mọi thứ rất là cẩn thận rồi. Đây là mệnh đề phụ thôi. Mệnh đề chính, kết quả của nó bây giờ nên là đáng lo này. Mọi thứ vẫn diễn ra bất ổn. Đó, mọi thứ diễn ra bất ổn là mệnh đề chính.
Và cũng như ở câu trên, các em có thể thay chữ đâu hoặc even đâu, không có gì sai hết nhé các bạn, đều đồng nghĩa đấy. Tiếp cho cô câu 3 và câu 4. Rồi các bạn cũng dùng cho cô, giờ nhanh quen rồi, 1 phút thôi nha, 1 phút bắt đầu đi các bạn. Ok, here's my answers. Đây là câu trả lời của cô nhé. Now, even though the doctor has advised him to quit both smoking and cigarettes a day. Này, câu gốc ban đầu này, bác sĩ đã khuyên anh ấy bỏ thuốc, Bob hút 20 điếu thuốc một ngày. Và cô nói này, mặc dù bác sĩ đã khuyên anh ta bỏ thuốc, Bob vẫn hút 20 điếu thuốc một ngày. Đó, mệnh đề chính này. Hút 20 điếu thuốc. Mệnh đề trái ngược này. Khuyên nhiều rồi đấy, vẫn không nghe. Câu số 4. It was cold and rainy. We managed to go to class in time. Trời rất là lạnh và mưa. Chúng tôi tìm cách đi học kịp giờ. Và cô nói rằng, although it was cold and rainy, we managed to go to class in time. Mặc dù trời rất là lạnh và mưa, chúng tôi vẫn tìm cách đi học kịp giờ. Bây giờ cô còn 2 câu cuối cùng. Lượng he's studying is only for 6 months. He can speak English very well. Lượng học tiếng Anh mới có 6 tháng thôi. Cậu ấy có thể nói tiếng Anh rất là giỏi. Number 6. I didn't go to bed early. It was really sleepy. I was really sleepy. Tôi không đi ngủ sớm. Tôi vô cùng buồn ngủ. Rồi các em cũng dùng 1 phút để nối cho cô. Không cần chép đề đâu các em. Nó có sẵn trong sách rồi. Lát rồi em viết lại trong sách cho cô nhé. Nghe cô giảng và nhớ trong đầu, nắm vững được cái ý nghĩa cũng giống như là công thức để chúng ta nối. Lát nữa các em nối bằng bút mực hoặc là bút chì vào trong cái trang 82 bài số 1 thôi. Cô chỉ lấy sách ra thôi chứ không ở đâu xa đâu. Ok, here are my sentences. Đây là những câu của cô nhé. Cô sẽ nối câu 5 là although Lượng has studied English only for 6 months, he can speak English very well. Em cũng có thể thay cho cô bằng cái chữ though, even though, no problem, the same meaning. Mặc dù Lượng đã học tiếng Lượng học tiếng Anh chỉ có 6 tháng thôi, anh ấy có thể nói rất là giỏi. Number 6. I didn't go to bed early, although I was really sleepy. Đó, mệnh đề chính là không đi ngủ sớm. Và mệnh đề trái ngược nhượng bộ đây là rất là buồn ngủ đấy. Để kêu các em. Vậy chúng ta kết thúc cho cô bài số 1 ở đây. Các em làm tiếp cho cô cái bài số 2. Thực ra nó là bài số 2 nhưng không phải đó. Nó bài số 2 thì cô nghĩ là nó không quan trọng lắm, nó không có thi cử thì thôi cô lược đi. Mà cô đẩy cái bài số 2 lên, bài số 3 lên bài số 2 nhá. Nhưng để cho các em cũng dễ dàng hơn, cô thiết kế luôn. Thay vì người ta yêu cầu các em phải viết một câu văn mà theo như cô được viết thì phần lớn các em rất là lười động đậy và thậm chí viết cũng không có ổn. Thế vì cô đã thiết kế thành cái nửa câu văn người ta cho và nửa câu văn của cô có sẵn rồi. Bây giờ các em nối lại thôi. Cô dành cho các bạn 2 phút để chúng ta hiểu ý nghĩa và nối làm sao. 2 phút cho các bạn bắt đầu.
Okay, ready? Now, here's some answers. Đây là câu trả lời của cô nhé. Number one, although we had packed our bags the night before, mặc dù chúng tôi đã đóng gói tất cả những cái túi hành lý của mình vào đêm ngày hôm trước, thì đây là mệnh đề nhượng bộ. Sự kiện xảy ra gì? We forgot many things. Chúng tôi quên rất là nhiều thứ. Đó, trái ngược với lại mệnh đề sự kiện ban đầu. Now, number two. They didn't eat anything, although they was very hungry. Họ chẳng ăn cái gì cả, mặc dù họ rất là đói. Rất là hợp nghĩa rồi đúng không các bạn? Khớp đây này, câu trả lời của các bạn chưa? Number three. Although Lượng hadn't studied English before, is match with. He could speak English very well. Good. Okay. Lượng, chúng ta có đại từ ở đây là he ha. Rồi, không học tiếng Anh mà lại nói tiếng Anh giỏi, trái ngược rất là hợp rồi. Number 4. Dĩ nhiên ở đây các em không thể nối câu số 5 với lại C được. Mệnh đề bên số 5 với C được, bởi vì trong một câu hai từ ô đâu là không hợp, thì chúng ta chỉ có thể là C được nối với số 4 mà thôi, đúng không? Đó. Although he has studied hard, he failed the exam. Mặc dù anh ấy học rất là chăm chỉ, anh ta vẫn rớt kỳ thi. And the last one is number 5 is matched with D. Đó, số 5 thì được nối với lại D. Mặc dù mùa hè đã đến, trời vẫn là khá là lạnh ha. Đó, 5 câu Google mới xong. Như vậy có bao nhiêu bạn làm đúng hết ở chỗ này? Đó, khá là dễ đúng không? Rồi, thế thì cái bài hôm nay trong phần học của chúng ta cô cũng kết thúc rồi. Cô giới thiệu bài số 2 bỏ đi. Em về mà nếu còn tốt nữa thì chắc chắn là phải hoàn tất cho cô bài số 1, chắc 82 rồi nhá. Riêng bài số 3 thì các bạn có thể lấy những câu của cô, các bạn vẫn có thể viết cái mệnh đề còn lại nếu như các em cảm thấy rằng là em làm câu hay hơn, không sao cả. Đó thì cô khuyến khích thôi. Còn không thì các em lấy những câu của cô viết lại cho nó hoàn tất bài số 3 trang 83 nhá. Rồi bây giờ cô kết luận lại cho các em, củng cố lại cái phần ngữ pháp. Có hai điểm các em cần nhớ này. Cần nhớ đây cho cô. Đây, mệnh đề chính của ngày hôm nay chúng ta có một trong ba liên từ đâu, ô đâu, even đâu nhá. Thì cấu trúc của câu văn này: chủ ngữ một, động từ chia cho hợp chủ ngữ và thì. Rồi đến mệnh đề chính, chủ ngữ hai, động từ cũng phải chia cho theo chủ ngữ và hợp với này thời điểm của thì. Các em có thể rút gọn mệnh đề này với lại các giới từ inspire, inspire bằng với lại verb in gerund, nghĩa là bỏ chủ ngữ một đi, động từ chủ ngữ một này chúng ta chuyển về verb in nếu như mà chủ ngữ hai mệnh đề này là của đối tượng nha. Đằng sau các em để nguyên thôi, không có gì thay đổi cả, rất đơn giản. Còn nếu dễ hơn nữa thì các em phải thêm ba chữ vàng cho cô. Đó là the fact that, nghĩa là thay bằng inspire, the fact that inspire, the fact that bằng với một trong ba cái liên từ này. Chủ ngữ một giữ nguyên, đằng sau chúng ta không có gì thay đổi cả. Nhưng mà cái đấy nó chỉ là phụ thôi, nó ít xảy ra trong đề thi. Vì vậy là cái dạng verb in hoặc là noun phrase mới là nhiều nhá. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái dạng thứ hai, rút gọn với lại các liên từ but và however. Đây, chúng ta vẫn để đâu, đâu, even đâu và chủ ngữ chia thế. Bây giờ chúng ta biến đổi như cái trái ngược, bỏ đâu, đâu, even đâu đi thành mệnh đề chính. Và đằng sau chúng ta giới từ liên từ but cho cô. But thì đứng sau dấu phẩy. Và liền chữ là chủ ngữ 2 luôn nhé các bạn nha. Không có gì hết. Rồi còn không thì các em thay cho cô bằng chữ however cũng được. Thì sau trước however chấm phẩy, sau however dấu phẩy. Đó là cái điểm ngữ pháp này các em cần phải nhớ cho cô vậy thôi, chứ không có gì khó cả. Rất đơn giản đúng không? Và cái này được sử dụng rất là nhiều trong cái văn biến đổi cấu trúc viết câu.
Chúc các em học tốt và chúng ta sẽ có được cái thời gian luyện tập nhiều về cái mệnh đề nhượng bộ trái ngược với lại Birth However of Inspired Freestyle với lại tiết học sau của cô Mai nhé các bạn nhé. Cô Mai sẽ hướng dẫn tiếp cho chúng ta phần này. Bài học cô xin dừng lại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở cái tiết học sau. Thank you for your